Hạnh phúc đến vạn gia. Tập 6. Ông nói gì đi? Hạnh phúc nói bao nhiêu như thế mà ông chẳng đáp lại một câu. Đáp lại cái gì? Cứ sống cuộc sống bình thường thôi, đừng có vất vả không đâu. Hơn nữa, nhà chúng ta cũng chỉ có khoảng 100.000 tệ đó thôi. Dù tôi có lấy hết ra thì cũng không đủ dùng. Bố, mẹ, con đã suy nghĩ cả rồi. Phần còn thiếu, chúng ta có thể đến hợp tác xã tín dụng để vay. Bây giờ nhà nước có chính sách đối với nông thôn, chỉ cần sử dụng vào việc sản xuất khởi nghiệp thì đều có thể vay hợp tác xã tín dụng. Con nghĩ là nhà mình có thể bỏ ra nhiều một chút thì sẽ phải trả ít tiền lãi cho hợp tác xã tín dụng một chút. Hơn nữa, tiền nhà mình để đó cũng có làm gì đâu. Sao lại không làm gì chứ? Tiền đó là để dùng khi Khánh Chí kết hôn. Nhưng vẫn còn sớm mà bố, thà lấy ra đầu tư còn hơn. Sau này nếu như thành công thì cần tiền làm gì cũng có. Con còn ngây thơ quá. Chuyện lớn như thế mà con làm như chuyện dễ dàng giống như trở bàn tay vậy. Con có biết 100.000 tệ này tích góp thế nào không? Khánh Lai làm việc không quản ngày đêm. Lương của Tú Ngọc cộng thêm số tiền bố mẹ vất vả tích góp mấy năm nay cũng chỉ góp được một chút của cải thế thôi. Chính vì như vậy, con mới muốn xây nhà kính, làm trang trại trồng rau để kiếm nhiều tiền. Như vậy thì sau này bố và mẹ cũng không cần vất vả như vậy nữa. Đúng vậy, xây nhà kính phải bỏ ra rất nhiều tiền một lúc. Nhưng mà chúng ta không chế tốt lượng nước và nhiệt độ thì rau có thể sinh trưởng cả bốn mùa. Rau trái mùa còn có thể bán đắt hơn một chút. Nếu không thì ông Thái cũng không chắc mối cho chúng ta ký hợp đồng với siêu thị trong thành phố. Sau này con với Khánh Lai phụ trách trồng rau, siêu thị phụ trách bán rau, bố với mẹ thì phụ trách ngồi ở nhà đếm tiền là được rồi. Hạnh phúc giỏi ăn nói thật đấy. Mẹ con thật sự thấy là chuyện này tất cả mọi mặt đều rất thuận lợi rồi. Chuyện này đáng để làm. Ông Thái và siêu thị tiêu thụ dài hạn, Khánh Lai có kiến thức. Thanh niên trong thôn chúng ta đa số đều làm việc ở tập đoàn, ít người làm công việc trồng trọt. Đất đai đều nửa trồng trọt, nửa bỏ hoang. Bây giờ tiền thuê rẻ, đây là cơ hội. Còn nữa, con cũng sẽ đầu tư mấy chục nghìn tệ của Hồi Môn vào nữa. Vậy thì không được, không được, không thể dùng tiền của con được. Vì sao ạ? Con đã gả về đây rồi, chúng ta là người một nhà. Cũng phải. Khánh Lai, con thấy sao? Con nghĩ thế nào? Lúc đầu con nghe Hạnh Phúc nói, con cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà sau đó tìm hiểu kỹ hơn, Hạnh Phúc lại tính toán kỹ cho con nghe, thì con thấy chuyện này khá là khả thi. Con cũng nghĩ vậy sao? Ông xem, các con đều đã nói đến mức này rồi, hay là cho chúng làm thử đi. Nhưng mà tôi cảm thấy giữ tiền ở trong nhà, trong lòng sẽ yên tâm hơn. Lỡ như lấy ra dùng rồi, bà nói xem liệu có thu lại được hay không. Còn chưa chắc. Bố, chỉ cần lấy ra dùng thì nhất định sẽ kiếm lại được, còn có thể kiếm nhiều hơn. Ông xem, kiếm tiền được thật sao? Kiếm tiền được thật à? Vậy nếu lỗ thì sao? Ông già, ông tranh cãi gay gắt quá rồi. Chúng ta làm việc không nên do dự, phải dám nghĩ dám làm.
Khánh Chí, sao cậu lại có thời gian gọi điện cho tôi vậy? Em nhớ anh thôi. Quang Đào, dạo này anh có bận không? Có chơi bóng không? Không, chơi cái gì? Mọi người đều không rảnh. Hôm nay người này không có thời gian, ngày mai người kia có việc không đi được. Tôi cũng gửi tin nhắn cho cậu rồi mà, cậu không trả lời tôi. Tôi nói cậu nghe, hôm khác chúng ta nhất định phải hẹn nhau. Cho dù mấy người bọn họ không đi thì hai chúng ta vẫn phải đi. Được à, không thành vấn đề. Quang Đào, em gái của em giờ làm việc ở văn phòng của anh đúng không? Đúng vậy. Hôm đó em gái của cậu bỗng dưng xuất hiện ở văn phòng luật sư của chúng tôi. Tôi còn thấy khó hiểu. Là cậu nhờ giả giúp em ấy à? Đâu có, em thì nhờ được ai giúp em ấy chứ. Em ấy tự xin vào đó đấy. Giỏi đó. Quang Đào, em gọi điện cho anh chủ yếu để nói là em ấy một mình ở đó, còn chưa quen người quen gì. Nếu như anh có thể giúp đỡ em ấy thì giúp đỡ em ấy hộ em nhé. Cậu yên tâm đi, em gái cậu chính là em gái tôi. Cảm ơn anh. Bãi máy có việc gì thì cứ tìm tôi. Vậy em cúp máy đây. Được, tạm biệt. Khánh Lai, cậu đóng ra ngoài. Ra ngoài nữa đi. Đúng rồi. Nào, anh Quán Tài, thương lượng với anh một việc nhé. Anh xem đất nhà anh có chỗ dốc, tôi muốn xây nhà kính, anh không thể tính tròn mẫu cho tôi được. Vợ Khánh Lai, sao cô biết tính toán thế? Hay là thế này, diện tích không thay đổi, mỗi năm tôi giảm cho cô 50 tệ có được không? Vậy thì không được. Anh tính thế thì hời quá đó. Khánh Lai, Khánh Lai, qua đây. Cậu qua đây. Cậu nói gì đi. Cậu nói xem. Lúc nhỏ cậu đến nhà tôi trộm đào để ăn, tôi chưa bao giờ cấm cậu nhé. Bây giờ hai vợ chồng cậu lại tính toán chia ly với tôi chút chuyện này, ai mà nhớ chuyện lúc nhỏ của anh. Hay là cứ vậy đi. Được, nếu chủ nhà chúng tôi đã nói vậy rồi thì quyết định như vậy đi. Vẫn phải nghe lời chủ gia đình. Hai vợ chồng cậu nhanh thật đấy. Đương nhiên rồi, xây xong sớm, kiếm tiền sớm. Cứ được cô vợ giỏi đấy. Tổ tiên nhà họ Vương cậu tích đức đấy. Nào, để xuống đi, từ từ thôi. Bác Tài vất vả rồi, từ từ thôi. Được, để ở bên này là được. Khánh Lan, từ từ thôi, được được, nào nào. Từ từ thôi, đừng để da vào nhé. Để đây có được không? Alo, Hạnh Vận. Chị đã bắt đầu thuê đất xây nhà kính chưa? Đã bắt đầu làm rồi. Vậy thì chị phải tốn không ít tiền đúng không? Đúng vậy, chị dùng cả 30.000 tệ của chị rồi. Vâng. Em hỏi chuyện này làm gì? Có phải là dạo này thiếu tiền không? Không ạ, à, không có. Chị biết em làm việc bên ngoài một mình không dễ dàng. Có khó khăn gì nhất định phải nói với chị. Em biết rồi chị. Chị đừng nói mỏi em. Chị cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Với cả thường xuyên về thăm mẹ. Tạm biệt. Giấy thông báo nộp tiền thuê nhà. Đi thôi. Anh thấy đối diện con phố này mới mở một nhà hàng hào, chắc là cũng ổn. Buổi trưa mà lại ăn hào sao? Phải bồi bổ chứ, đúng không? Anh bồi bổ sức lực, em ăn cho đẹp da, tốt biết mấy. Tiểu Trương, chúng ta không ra ngoài ăn nhé. Tôi có mang cơm, cô ăn thử đi. Được, cô còn tự mang cơm mà. Anh mang gì vậy? Tôi tự làm món thịt xào ớt. Đi thôi, tôi đi hâm nóng chút. Lát nữa ăn thử nhé. Được. Luật sư Quang, đi ăn cơm thôi. Chúng tôi chuẩn bị đi đây. Cùng đi đi. Được được. Vậy chúng tôi đi ăn trước nhé, luật sư Quang. Được. Tôi tự làm đồ ăn giảm cân, cho ít dầu lắm, rất đơn giản.
Thế nào, làm việc ở đây có quen không? Khá ổn mà, đàn anh. Sao anh thấy em không ăn cơm trưa vậy? Không đói, em mua cái này từ sáng, còn thừa lại, ăn tạm thôi. Nhà Khánh Chí cách chỗ này khá xa, hàng ngày em chạy đi chạy lại, vất vả nhỉ? Nhà Khánh Chí, anh nghĩ là em ở nhà anh ấy sao? Vậy em không ở nhà cô ấy sao? Chẳng phải cô ấy là anh trai của em sao? Sao có thể chứ, em tự thuê nhà ở ngoài. Em đang trong thời gian thực tập, lương cơ bản cũng không cao, vừa phải thuê nhà, vừa phải trang trải cuộc sống, áp lực cũng lớn lắm phải không? Người nhà em giúp em đúng không? Không có, vậy nên anh thấy đấy, em đã nợ tiền thuê nhà lâu lắm rồi. Này, đàn anh làm gì vậy? Anh không có ý gì khác, anh và Khánh Chí là anh em bạn bè, em là em gái của cậu ấy, thì em cũng như em gái của anh. Nếu như em gặp khó khăn thì anh nghĩ là anh giúp em một chút cũng không sao. Em đừng khách sáo nhé. Không phải đàn anh, em nhận ý tốt của anh. Nhưng mà cái này thì không được. Cái này không phải là chuyện khách sáo hay không? Từ nhỏ bố mẹ em đã không cho em mượn tiền. Lúc bố em qua đời, có khó khăn đến đâu mẹ em cũng không đi mượn tiền. Anh mau nhận lại đi. Nếu em cứ thế này thì sẽ không chịu được đâu. Không sao, thì cứ cố gắng thêm mấy ngày là được phát lương rồi mà. Sau đó đợi đến lúc được làm chính thức thì sẽ có thể nhận vụ kiện, được trích phần trăm rồi. Anh chỉ cho em một chiêu nhé. Lúc nào hết sạch tiền thì có thể đến ngân hàng làm thẻ tín dụng. Dùng hết một thẻ thì lại làm cái nữa. Cách đó là dùng thẻ để nuôi thẻ. Dù thế nào cũng có thể dùng được một thời gian. Vậy thì coi như là vay tiền ngân hàng đúng không? Không được. Như thế thì em thấy không yên tâm. Trên lý thuyết thì cái này không gọi là vay ngân hàng. Cái này gọi là vay tiền của mình trong tương lai. Trước đây anh cũng từng làm như vậy. Vậy cũng được sao? Sao lại không được chứ? Cũng đâu phải là không trả. Anh bấm đốt tài tính. Em có mệnh giàu sang. Chỉ là tạm thời trong lúc cấp bách thôi. Thật đấy. Cảm ơn đàn anh. Không có gì. Sao thế? Rau hẹ này có mùi gì vậy? Ngửi thấy buồn nôn quá. Sao thế? Chưa hỏng mà, thơm lắm. Hạnh phúc. Đã bao lâu con chưa đến tháng rồi? Mẹ, ý mẹ là Con mang thai rồi. Hạnh phúc. Nhà họ Vương chúng ta có người nối dõi rồi. Khánh Lai, con đây. Mau qua đây. Mau đưa vợ con. Sao thế mẹ? Đến trạm y tế kiểm tra đi. Hạnh phúc, em sao vậy? Không khỏe đâu à? Hà Hạnh phúc. Đây ạ. Đi thôi. Ngồi đi. Sao rồi bác sĩ? Khánh Lai, chúc mừng nhé. Nhìn mẹ cười kìa. Có nhìn ra được là trai hay gái không? Còn chưa hình thành, sao mà xem được chứ? Hơn nữa, bây giờ khởi xướng nam nữ bình đẳng. Cho dù kiểm tra ra là nam hay nữ thì bệnh viện cũng không cho nói. Xem mẹ nói kìa. Vậy nếu là con gái thì mẹ không nhận à? Sao lại không nhận? Con cháu nhà họ Vương chứ. Sao lại không nhận chứ? Mẹ, con trai con gái đều không quan trọng. Hạnh phúc, em giỏi thật đó. Mấy gã về đây mà em đã sinh con cho nhà anh rồi. Là con giỏi đó, đồ ngốc. Con giỏi. Bác sĩ, có cần phải chú ý gì không ạ? À? Tâm trạng phải tốt, không được để bị mệt. Alo, chị, sao thế ạ? À? Hạnh Vận, chị có thai rồi. Vậy thì em sắp lên chức gì rồi sao? Tốt quá rồi. Chị đã nói cho mẹ biết chưa? Mẹ biết rồi.
Đúng rồi, còn một chuyện nữa muốn hỏi em. Chuyện gì ạ? Mua một chiếc máy tính hết bao nhiêu tiền? Máy tính chắc khoảng 2.000-3.000 tệ gì đó. Được. Vậy hôm nào chị đến tìm em, em đưa chị đi xem máy tính nhé. Được ạ. Nhưng bây giờ chị mang thai rồi, nhất định phải cẩn thận nhé. Tạm biệt. Giấy nộp thông báo tiền điện. Vợ vợ, để anh, đừng động vào. Hai cái bát thôi mà. Đưa cho anh, em đừng động vào. Quên canh gà rồi. Mẹ, để con đi lấy. Đứng đó, cần con à? Con ngồi đó cho mẹ. Anh cả, gần đây tập đoàn nhiều việc lắm. Anh gọi em về giữa trưa làm gì vậy? Nhiều món thế này, ngày gì à? Em gái, em sắp được làm cô rồi. Chị dâu có thai rồi ạ? Anh cả, anh giỏi thật đấy. Tìm cái gì đó? Chai rượu của tôi đâu, sao không tìm thấy? Kia, bà giấu kỹ thật đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, mẹ lại chủ động cho bố uống rượu. Hạnh phúc sinh con cho nhà chúng ta, đây là chuyện vui lớn. Cho bố con vui vẻ một chút. Mau lên, mau lên. Xong cả rồi đó. Khánh Lai này, hôm nay con cũng uống một chén đi. Uống à, uống à. Chén đâu? Đây, đưa cho nó. Để con, được được. Hôm nay là một ngày vui lớn, mọi người uống một chén đi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Trông bố con vui chưa kìa? Bố, mẹ, nhân lúc hai người đang vui, con bàn với hai người một việc nhé. Việc gì? Được, con nói đi. Con muốn mua máy tính. Mua máy tính để làm gì? Chẳng ăn được cũng chẳng uống được, xem tivi là được rồi. Không phải, con liên lạc với ông Thái. Ông ấy gửi cho con thông tin thị trường, báo giá gì đó, để phải gửi qua thư điện tử cho con. Cái này phải dùng máy tính. Con tán thành. Con thấy chị dâu xây nhà kính, rất cần biết thông tin thị trường. Thị trường cần loại rau gì thì chúng ta trồng loại rau đó. Vậy thì cần bao nhiêu tiền? Con đã hỏi Hạnh Vận rồi, khoảng 2.000 tệ. Mẹ tôi ơi, hơn 2.000 tệ cơ à? Hơn 2.000 tệ làm được bao nhiêu việc? Mua miếng thịt ăn còn ngon miệng hơn. Cả đời chẳng mê gì chỉ mê tiền. Cứ nói đến tiền thì cứ như là cắt mất miếng thịt ở xương xù có mấy vậy. Hạnh Phúc, con cứ quyết định đi, đừng nghe bố con. Cứ vui vẻ mà mua. Xem đi, nhà chúng ta trước đây đã có một bà vợ phá của rồi, bây giờ thì sao? Lại thêm một người nữa. Thế thì sao? Sau này chọc giận tôi ít thôi. Tôi có đồng đảng rồi đấy. Ông làm gì nào? Bố, con mời bố một chén. Được. Hạnh Phúc, con đợi một lát. Nào, canh. Hạnh Phúc, con xin con đẻ cái cho nhà họ Vương. Những ngày qua mẹ và bố cũng thấy được, con là một đứa con dâu hiểu chuyện, biết dung dáng. Từ ngày hôm nay, mẹ giao hết chìa khóa trong nhà cho con, để con quản lý việc nhà. Mẹ à, không được đâu. Có gì mà không được? Bố mẹ đều đã già rồi, sau này mẹ con cũng nên hưởng phúc rồi. Cái nhà này giao cho con quản lý. Đúng, con quản lý. Con... Được. Vậy bố mẹ, sau này con nhất định sẽ không sợ khổ, không sợ mệt, lo nghĩ và làm việc nhiều hơn, để bố mẹ được hưởng phúc. Con tên là Hạnh Phúc, trong mệnh có phúc rồi. Nhà họ Vương ta thơm lây phúc của con. Đúng đúng, nào nào. Nào nào, cạn ly cạn ly. Nào cạn ly. Có phúc, có phúc.
Bánh kép tương bao nhiêu tiền? 2 tệ. Được. Tiệm bánh nướng. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Hạnh bận, cô về rồi. Chiều nay chủ nhà tới, đã chắc hết đồ của cô ra đây. Bây giờ trong phòng cô đã có người khác ở rồi. Cảm ơn. Vậy giờ cô định làm thế nào? Còn làm thế nào được thì tìm một nơi ở tạm thôi. Vậy sau này một mình cô nhất định phải cẩn thận đấy. Cô cũng vậy. Để tôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Luật sư Quang, xe tới rồi, ở bên kia. Được, vậy chúng tôi đi trước đây, tạm biệt. Hạnh Vận, xin lỗi nhé, ban nãy làm em sợ rồi. Anh Quang, anh có thể hứa với em đừng nói chuyện này cho bất cứ ai không? Thế đâu có được, phải nói chứ. Nghĩ đã có nhân viên tốt như em, muộn thế này rồi mà còn tăng ca, cố gắng làm việc. Đây là tấm gương đáng học tập của văn phòng luật sư chúng ta. Không có việc gì, anh chỉ về lấy tài liệu thôi. Dạ anh đi trước nhé.
sẽ ổn thôi. Đàn anh, cảm ơn anh. Em nên cảm ơn bản thân mình. Sinh viên tốt nghiệp có thể kiên trì bên cạnh người đó thì em là người đầu tiên đó. Em rất giỏi giang. Không đâu ạ. Chủ nhiệm Hàn rất chăm sóc em, thường chỉ bảo và giúp đỡ em. Về mặt chuyên ngành, em rất biết ơn anh ấy. Tốt lắm. Tiếp tục cố lên. Chị, cuối cùng em cũng đến rồi. Chị còn tưởng chị đứng đợi nhầm chỗ chứ. Thì em nhiều việc quá mà. Vừa làm xong, chúng ta đi mua máy tính trước hay ăn cơm trước? Ngày mai mua máy tính sao? Chị mời em ăn một bữa đã. Đi, ăn giận ra dáng ghê. Cho một sườn kho, thịt lợn xé. Có ăn cá không? Cho một cá hố kho và một bát canh chua cay nữa. À, thêm hai bát cơm nữa ạ. Được, có ngay. Giờ công việc của em sao rồi? Tốt lắm ạ, chỉ là hơi bận. Lãnh đạo có tốt với em không? Tốt lắm ạ. Lãnh đạo còn nói em là đối tượng đào tạo trọng điểm. Ngày mai còn đưa em đi gặp khách hàng cơ. Đồng nghiệp cũng tốt, đều rất chăm sóc em. Thế thì tốt. Em mới tốt nghiệp mấy tháng, mới đó đã vào được văn phòng luật sư lớn làm luật sư rồi. Chị thật sự thấy tự hào về em. Chị cũng không nghĩ xem em tên gì. Em luôn là người may mắn à. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Chị, ăn đi. Ăn thôi. Dạo này chị mang thai khá ngán, không ăn đâu. Vậy em ăn trước nhé. Ừ. Nào. Nào, ăn canh đi. Chị xem, em đang giảm cân này. Giảm cân chỗ nào chứ? Đây là đang chịu khổ mà. Ăn đi. Một bát không đủ thì còn bát nữa. Giảm cân chẳng phải rất vất vả sao? Không được ăn chút thịt cá nào. Vậy hôm nay em ăn thả ga một hôm. Ăn xong lại giảm béo sao? Hôm nay em ăn no, ngày mai lại giảm béo sao? Phải. Hạnh Vận, em nói thật cho chị biết, rốt cuộc ở đây em sống thế nào? Tốt lắm chị. Thế em khóc cái gì? Chỉ là em nhớ nhà thôi. Thì ra là vậy. Chả có chí gì cả. Đúng đấy. Thế nên chị mau mắng cho em tỉnh ra đi. Mắng thậm tệ vào. Chị mắng em làm gì?
ăn nhiều thức ăn vào. Chị thế này thì dỗ béo em thành heo mất. Heo dễ thương biết mấy. Chị thích trắng trẻo, mập mạp, tốt biết mấy. Ở trước mặt chị em không được giảm béo. Vậy thì em sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều. Mau ăn đi. Để em chị. Đưa cho em. Ừ, để em cầm. Chị ở đâu thế? Đừng lo cho chị có chỗ ở. Em ở đâu? Em cũng có chỗ ở, em thuê nhà. Nhưng không khéo rồi, bạn đại học của em đến chơi. Nếu không thì em bảo chị đến chỗ em ở. Vậy chị lên chỗ em ở xem. Như thế không tiện lắm mà. Cái chính là gì bạn trai cậu ấy đến. Giờ cả hai người họ đều ở nhà. Ừ, thế em về đi, chị cũng về đây. Vậy em về nhé chị, đi từ từ thôi, bye bye. Văn phòng luật sư Nghĩa Đạo. Anh này, cô gái vừa nãy lên tầng mấy thế? Anh có nhìn thấy không? Tôi không chú ý. Cô ấy ở công ty nào? Cô ấy là mở văn phòng luật sư trên tầng. Hình như là tầng 38. Thế này vào kiểu gì? Anh dẫn tôi vào được không? Vậy cô ghi tên trước đi. Chị, sao chị lại ở đây? Trước giờ em vẫn ngủ ở đây à? Không phải, em chỉ ở đây mấy ngày thôi. Chị, vừa hay chị đến rồi. Chị xem, có phải công ty bọn em cảnh đêm đẹp lắm không? Lúc ăn cơm chị đã thấy em là lạ rồi. Còn nói gì mà giảm béo? Em hết tiền rồi chứ gì? Công ty bọn em không phát lương à? Sao tiền ăn cơm, tiền thuê nhà cũng không có? Không phải nói là làm luật sư kiếm được nhiều tiền lắm sao? Đã nói tới đây rồi thì em cũng không giấu chị nữa. Đúng là làm luật sư kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ em vẫn chưa phải luật sư, chỉ là một trợ lý. Với lại còn chưa qua thời gian thử việc. Một tháng chỉ được trả 1.500 tệ. Chị bảo 1.500 tệ ở thành phố lớn thì đủ làm cái gì chứ? Về cơ bản ăn cơm là hết tiền thuê nhà. Trả tiền thuê nhà thì không còn tiền ăn cơm. Thế nên mới cứ dây dưa mãi không trả tiền thuê nhà nên bị chủ nhà đuổi. Sao em không nói sớm cho chị biết? Để nuôi em đi học, chị đã muộn như vậy mới kết hôn rồi. Giờ chị lấy chồng rồi, nếu còn giúp em gái ruột như thế, nói ra còn ra thể thống gì nữa? Như thế coi là gì chứ? Gì mà coi là gì? Chị giúp em gái ruột của mình, ai nói được gì? Em đi cùng chị đi, đừng ở đây nữa. Ngày mai chị đi thuê nhà cho em. Thuê nhà gì chứ, ở đây tốt lắm mà. Vừa rộng rãi vừa thoải mái. Tốt hơn nhiều chỗ ngày trước em thuê. Với lại ở đây có lúc còn giống như cho trốn tìm. Thú vị lắm mà. Có gì thú vị?
ngày nào ngủ cũng phải lén lén lúc lúc, ngủ ngon được chắc. Lỡ như bị người trong công ty bắt gặp thì làm thế nào? Em còn tiếp tục làm được không? Chúng ta không thể để người khác bàn tán. Chị, em hiểu ý chị nói, thế nên em sẽ cẩn thận, em sẽ chú ý. Chị cứ mặc kệ em đi được không? Chị là chị em, chị không lo thì ai lo? Chút tiền thuê nhà chị vẫn trả được. Chị, sao chị không hiểu thế? Phải, chị trả được tiền thuê nhà, nhưng chị có biết ở trong thành phố lớn muốn sống cuộc sống tốt cần tới bao nhiêu tiền không? Hôm nay chị lo được cho em, vậy ngày mai em thành nhân viên chính thức rồi, chị có lo được cho em không? Vậy chắc chắn chị không lo được rồi. Người làm chị như chị giúp em được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Chị nhìn thấy em sống ở đây chị thấy không ổn. Đứng lên. Tối nay em cùng chị ngủ ở nhà nghỉ, ngày mai chị đi tìm nhà, thuê nhà cho em. Thu xếp ổn thỏa cho em rồi, chị sẽ về. Nghe thấy chưa? Làm gì thế? Chị, có chị thật tốt. Nói nghe chua xót chưa? Những ngày qua em cố gắng hết mình rồi. Em thật sự cố gắng hết mình rồi. Sẽ ổn thôi. Bố, mẹ, bọn con về rồi. Về rồi à? Về rồi à? Mệt đúng không? Không mệt à? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, mau. Con không thấy khó chịu ở đâu chứ? Lúc đi lúc về đều ngồi xe, không sao à? Đói rồi đúng không? Mẹ đi nấu cơm một lát là xong. Hạnh Phúc này, mua máy tính chưa? Chưa mua à? Chưa mua à? Tốt quá rồi. Đúng đấy, chúng ta cứ yên ổn sống qua ngày, đừng mua mấy thứ vô ích đó. Không phải à? Sao thế? Con vào thành phố tiện đường đi thăm em gái con. Em ấy mới đi làm chưa được bao lâu, cuộc sống rất vất vả, đến cơm còn không có mà ăn. Con đưa hết tiền mua máy tính cho em ấy rồi. Cái gì? Này Hạnh Phúc, lau tay đi. Bố, hai chị em ruột, Hạnh Phúc không giúp em ấy thì giúp ai? Thế cũng không thể đưa hết 3.000 tệ cho con bé được. Chị ruột đưa một nửa, giữ một nửa chắc. Bố, bố đừng sốt ruột. Tiền này trừ vào tiền con đầu tư xây nhà kính nhà chúng ta, con mau thôi đi. Em gái con ở nhà chúng ta phải chịu mất như vậy, trong lòng mẹ vẫn thấy áy náy. Nếu có thì 10.000 tệ cũng phải đưa, nên làm mà. Được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Mẹ đi nấu cơm, đói rồi chứ. Mua máy tính còn hơn. Không sao, bố là thế, lát nữa là không sao. Ngân hàng Ngọc Trung. Chào chị. Chị muốn làm gì ạ? À? Tôi muốn làm một chiếc thẻ tín dụng. Dạ, mời chị đi theo tôi. Lên trên một chút. Về rồi à? Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Sang trái, sang trái. Sang trái một chút. Hạnh Phúc, đi đưa cơm à? Thím đi sắm đồ Tết à? Hạnh Phúc à, đưa cơm cho Khánh Lai à? Dạ. Khánh Lai, Khánh Lai ơi, ăn cơm thôi. Ừ. Hiệu suất làm việc kiểu gì thế? Có cái hợp đồng mà 2 tháng rồi chưa ký được. Vấn đề ở đâu? Chính là phương án xây dựng nhà máy xử lý nước thải mãi không thống nhất được. Tại sao không thống nhất được? Phương án của họ yêu cầu quá cao, tốn quá nhiều tiền. Ý của con vốn là liệu cơm gấp mắm, thực hiện nghiêm ngặt, tinh thần tiết kiệm, xây một nhà máy nhỏ một chút, dùng được là được. Bố vẫn luôn chủ trương cần cù tiết kiệm, liệu cơm gấp mắm còn gì. Đúng là bố chủ trương cần cù tiết kiệm, nhưng về vấn đề bảo vệ môi trường bắt buộc phải chú trọng. Trước đây chúng ta không hiểu, lúc xây nhà máy vật liệu xây dựng làm ô nhiễm nước cuối thôn ở dưới vùng hạ lưu, tuy sau đó đã đền bù,
Nhưng bây giờ chủ nhiệm Mậu Cần gặp bố cũng cứ quái gở, sắc mặt khó coi. Bây giờ chúng ta có tiền rồi, lại đang cố giành danh hiệu thôn làng đẹp nhất, thế nên trong vấn đề bảo vệ môi trường đừng keo kiệt. Tiền cần chi thì vẫn phải chi, cũng không hẳn là chuyện tiền nông. Địa điểm cũng không đủ rộng. Mỏ đá đó, nếu vừa xây nhà máy xử lý nước thải, vừa xây nhà máy thực phẩm chức năng thì túng thiếu quá. Xây nhà máy nhỏ một chút cũng không phải không xử lý được, chỉ là xử lý nước thải hơi chậm một chút thôi. Vậy con không nói với đám giám đốc Trương, điều kiện cụ thể của chúng ta chỉ có như thế sao? Con nói rồi, con vẫn đang trao đổi với họ. Nhưng giám đốc Trương này hơi cố chấp, cứ lần lửa không chịu ký hợp đồng. Hay là thế này đi, con gấp rút hẹn đám giám đốc Trương tới đây, bố trao đổi với họ. Đương sự gặp anh lúc 10 rưỡi, rồi 11 rưỡi có cuộc họp ở hiệp hội luật sư. Cơm trưa do bên hiệp hội luật sư sắp xếp, chuyển phát nhanh mạnh dạn đã được gửi đi rồi. Còn vé tàu cao tốc đi Thượng Hải công tác cùng phòng cao cấp của khách sạn 4 mùa cũng được bố trí ổn thỏa rồi. Anh xem có còn thiếu gì không? Cái này đóng dấu rồi. Cảm ơn chủ nhiệm. Tiểu Hà này, cô đến làm cũng được một thời gian rồi nhỉ? Dạ. Thế nào, có quen không? Cũng ổn mà. Làm luật sư phải bắt đầu làm từ trợ lý. Thanh niên phải siêng năng tôi luyện, không có gì xấu cả. Cô đừng giống như mấy thanh niên, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Việc lớn không làm được, việc nhỏ lại không muốn làm, chỉ chăm chăm vào tiền. Loại người này không có tương lai. Cô hãy tin tôi. Tôi hiểu. Cố gắng làm việc, tôi sẽ bồi dưỡng cô. Cảm ơn chủ nhiệm. Đúng rồi, cô cùng tôi đi Thượng Hải. Cô đặt cả vé của cô nữa. Nếu biểu hiện tốt, lần này về tôi sẽ chuyển cô thành luật sư chính thức. Sao thế, cô không muốn à? Tôi, tất nhiên là tôi muốn rồi chủ nhiệm. Giờ tôi sẽ đi. Đợi đã, chiều cô đừng đến làm. Đi mua 2 bộ quần áo đẹp. Chúng ta đi ra ngoài, đại diện cho hình tượng của văn phòng luật sư. Dạ. Vậy tôi đi đây chủ nhiệm. Thiên之高，不临深渊。